Xin chào nhà ha, thì hôm nay mình tưới canh dưỡng vô cây mai này vừa xong thì còn nửa thùng nè. Thì đây là canh rễ một trò ha, chim mai vàng. Thì pha 30ml 16 lít nước ha. Thì mình tưới miếng, còn miếng là mình tưới mấy cây này luôn ha. Thì anh em cứ tưới 7.000 lần, tưới buổi sáng là ok ha. Pha cái nước giọt giọt nha ha. Tưới buổi sáng là cây nó sung, nó gặp nắng nó sung. Cây này cũng mới bấm chặn rút hình lại nè. Cây này cũng mới bấm chặn rút hình, phun bông đọt hình đọt bắn ra nè. Cái này cũng mới bấm chặn rút hình nè. Cái này cây mai ghép ha, mới bấm chặn rút hình luôn nè. Anh em cứ 7 ngày tưới lại ha, bữa nào có nắng thì tưới, bữa nào trời mưa thì không tưới, né qua ngày khác tưới vậy thôi. Thì mùa này rong tàn ha, rong tàn bấm chặn ở ngoài, phun bông đọt ở trên, tưới canh dưỡng dưới gốc, canh dưỡng là mới tưới ha. Thì anh em có gì cứ liên hệ. Xin chào ha, chúc cả nhà vui vẻ, cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để cùng duy trì ha. Xin chào.